Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Liên Quân Mobile chính thức có 120 FPS. Oh my god. Đây, bây giờ FPS có hẳn 3 mức cao. Phải kéo lên cao nhất nhá. Trời nó phê gì đâu. Có ghế chưa? Ghế chưa? Cảm nhận rõ nhất là khi lia mắt nha anh em. Chia buồn cho team màn 60Hz nha. Cây tươi nhờ.